thôi có sao. Mà mình tưởng đâu. Mình tưởng đường đường ấy chứ. Mình tưởng đường nó to. Đó là ở trên này nó làm homestay đủ kiểu quá ha. Còn nếu mà cái bun gua bun đây thì mình thích cái trên kia hơn nha. Đúng á, em thích trên kia hơn. Là gương mặt sáng sớm, xô gốm mà kêu đi chụp hình. Tự nhiên bắt chụp hình. Ừ, ông ấy rồi. Ok. À, mình không biết được hấp dẫn từ đâu mà mình đi vào mùa trung thu, ngày trung thu để ngắm cái hoa trung thu và bút chúng cái homestay tên Đèn Lồng và và cái cây này nó giống cái lồng đèn. Wow. Trời không có nắng sao nó có ấy ta sao đó. Tức là mình đi cái mùa bình thường không có. Đây là cái phòng mình của mình. Phòng VIP 1 VV. Ha ha. Cái phòng lạnh teo lạnh teo lạnh teo. Hello. Phát hiện ra một con khỉ đang con khỉ đang đu đưa. Trong một khu vườn nhỏ nhắn xinh xắn. Ok. Hello. Hay thằng cũng thằng bò ta. Vô. Dạ, em cảm ơn. Wow. Wow. Nó kiểu nhỏ xinh. Ngày đầu tiên bữa sáng là bánh căn Đà Lạt. Chắc khi nào? Hơi ngọt. Sao nấm? Mùi rất kêu. Hơi mặn, hơi ngọt. Rồi sao? Những vị khác? Xí mại thì hơi đậm. Hơi đậm vị xí mại. Chứ sao phải đậm vị bánh căn hả? Không có đậm vị cái nước lèo, nước chấm. À, do anh trộn á. Ok, sau đây mình sẽ review chiếc bánh căn xinh đẹp này. Nè, em ăn như vậy á, em sẽ biết về cái vị của cái nước chấm nó như thế nào. Có mặn. Em cảm thấy nó có át cái vị hay gì vậy á. Ừ. Nó không có tỏi. Một cái vị bánh căn ở đây nó lạ. Nó khác. Xíu mại á. Có một stop mà cái vị của nêm của xíu mại nó giống cái vị nêm của cái nước chấm. Không, biết không? Giống như là cái nước xíu mại nó nấu rồi lấy nước đó rồi làm bánh căn luôn á. Ừ, như nghĩ vậy á. Bánh căn là giờ là cái style rất là thịt, tan thịt. Cho nên cái nước này mà em phải ăn bánh căn hải sản hơi kỳ á. Nó có bán bánh căn hải sản mà. Hồi rồi không? Rồi không ăn hải sản. Và có cái cọng đồ chua nữa. Rồi tóc mỏ nữa. Các bạn mình tưởng là mình bị ảo là do cái thằng này. Thì ra là nó có một cái ống ở giữa. Thì ra ống nó không ảo mà do mình ảo. Thì ra là thế. Tại cái người đây đã kêu là mình bị ảo. Thì xưa không chờ.
trước khi ra ga. Hay mình sợ đi dừng thông là mình đi dừng thông ta. Yeah. Đó, không khí thôi. Qua không khí hiện tại khá là mát mẻ. Nghĩ chắc tầm 20 độ nhỉ. Mình đang tiến thẳng ra khu vực hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương. Hương Xuân Hương. Hồ Xuân Hương, thật ra là tên của bà ngoại mình. Cái vườn hoa là nhà em đi hả? Ủa trên rau má có ngọt không? Không không. Nó lại cứu cho má. Đây là love. And đây là cũng là heart. Ừ, đâm lọt vô trái tim luôn. Ấn tượng với hai anh chị này.
đây là chợ đêm. Một dạo chiều gió lộng, dạo chiều. Đây là bờ sông Hương. Mình mới đạp xe đạp từ bên bờ bên kia luôn. Xong, từ lúc thành phố chưa có đèn, bây giờ đã có đèn. Xe đạp của tụi mình. Đây là co. Co đang lái xe trên chiếc xe trên con đường dọc hồ Xuân Hương. Wow, xinh quá. Dễ sông quá. Wow. Đây là chúng mình. Có rồi, có hình rồi. Ok. Nó tự nó bật flash luôn. Đây là món basic. Basically. Chợ đêm. Có dịp của nó đi chơi mà, có dịp để giúp đèn chơi đi. Giúp bên kia kìa, giúp bên kia kìa. Thì đây là giúp đèn không sao trong chim chiếc. Thế à? Giúp bên kia kìa, giúp bên kia. Con cá nè. Để theo lên bên đó thử đi. Con này con gì nè, không biết. Rồi giúp bên kia kìa, đây đây đây, ra theo coi. Đạp thiên nga trên hồ Tuyền Lam. Xí. Ông giờ em thấy bớt sợ rồi, đạp đi đâu cũng được. Nó đâu có rào lại đâu. Mà trời hôm nay hơi kiểu mát mẻ mây mù. Hôm nay là ngày 16 rằm nè, 16 tháng 8. Coffee mocha, mày bị cái cây cà phê dưới này nè. Dưới này nha. Và một xếp. Có đường không á? Không có đường, đen yes. Không đường đá, một xếp. Sữa đá. Thì chút nữa nó chảy xong. Đây đây đây. Đâu. Đây đây. Đó. Chút nữa sau khi nó chảy xong thì mình sẽ tự xử. Và họ có cho mình thêm một xếp hai cái ly giấy để take away. Ok, mình uống hơn
Thấy cái okay, này mình xin nhỏ. Được không? Hả? Xin gì? 2 ly nước đá. Yes. Oh no. Wow. Coffee đẹp. Perfect, 100 điểm. Giờ em thấy mát lại rồi, ngồi chỗ đây mát. Annyeonghaseyo, I am a bum. We are drinking. We saw shit. Shit of weasel coffee here. Shit of cup coffee. Shit of weasel. Shit of weasel coffee. Coffee made from shit of weasel. sao thúi. Fine. So waiting for about 30 minutes. Yeah. Coffee made from shit of weasel is done. Yeah. A little sữa and shit. Shit of weasel. Last step is put in some ice. Last step. No, please pussy. No. Oh, really? A little, huh? A little. Use the spoon. Đá. Ice. Okay. And this is milk coffee made from shit weasel. This one is black, black coffee, yeah, made from shit of weasel. And we have one. And here's the garden of coffee. Oh. Oh. Very nice. There's a phoenix over there. Oh, here. Oh, let's try. Yo. Weird taste. Yo. Ah. Chua. Ah, chua. Hi. This is the coffee beans. Coffee bean. And a coffee tree. Ooh, weasel exhibit. Let's go. Where's the weasel exhibit? Ooh, coffee tree everywhere. Wow. Entering the coffee tree garden. Wow. Wow. This is a coffee trái. Coffee bean. Coffee bean. Yeah. Wow. Wow. Ăn vô đây. Xin mời ăn vô tới. A branch of coffee bean. Xin ăn vô tới ẻ trở thành. No. This is coffee flower. What happened if I
eat you, a coffee bean. You eat this and then you eat. Then it we becomes coffee corn. We are visiting the weasel exhibit, the place that weasel lives. Bên kia. Kéo ra. Where's that? Where is room? The moment. Wow, a lot of weasels. No. Oh. Oh. Looks like a cat. Không bình. Hello. Trâu. Bạn nghe cái chuối. Chắc là người ta sẽ đi vòng vòng xong là thu kiếm nó ẻ đâu, người ta thu hốt của nó. Hello. Hello. Vậy là eo kẻ. This is a coffee. This is the bar. Wow, những cái bơ tròn. Đấy. Quá trời luôn. Trời hái mà. Chưa chín nào. Bơ dễ thương ha. Bơ bút. Bơ cycle. Lòn lách loạn trong những cây bơ. Có đèn không ta? Nghĩ có nhỉ. Người ta có tham quan buổi tối nhỉ. Ui, chỗ này suki. Wow. Một bước lên. Yes. Wow, trời đẹp luôn nha. Đằng sau quay. Ok. Dễ thương không? À nhau. Đây là một cái sự đồ ảo ma cà đa chuối. Yeah. Wow, đây là khung cảnh. Ra đây là hoàng hôn. Xin xẻo. Hello. Wow. Ồ, ghê quá. Yo, hoàn thành. Follow me. Go. Yeah, ok. Hello. Ừ.
is wonderful. Yeah. The wonderful. Hello. Say hello. 100 điểm. Ok. Ô phạt. Lỡ quay rồi. You can bưng qua bên đấy. Hai lon. Chúc luôn. Có gì ta? Không, không có cái gì đâu. Trời. Sao nói vậy? Sao vừa bậy vậy? Thôi. Wow, cái khí nó bay kìa. Hay là bị thập cẩm bát bửu. Làm 2, làm 3 thôi thì dễ ăn. Ờ, làm 3 là làm sao? Review luôn đi. Review đi, review đi. Kính lão chứ. Mỗi người một miếng. Ok. Rồi rồi. Theo mình thấy về ngoại hình thì đây là thập cẩm bát bửu. Maybe là thập cẩm truyền thống. Bình thường. Ừ. Vậy truyền thống. Cho cái tên nó nghệ vậy. Bát bửu vô chắc là 8 loại topping. Vậy hả? Trộn thành thập cẩm. Bửu là topping à? Không phải. Cái nào? Nó lụi á. Ú.
Yeah. Bánh này là bánh mặn mà cũng thấy ngọt. Đây là một ly trà gừng, maybe có mấy cái hoa gì ở trên ấy, hoa cúc. Trà gừng hoa cúc. Đây là một ly atiso. Atiso nấm màu đỏ. Sau khi nhai cái này xong thì hấp miếng trà vô. Yes. Nice. Cũng. Anh thấy cái vị atiso khá nice. Nóng không? Siêu ngon luôn. Yeah. Yeah. The best. Thử với bánh trung thu. Nó có hơi thêm vị hoa cúc. Khá đặc trưng. Bây giờ thấy có vị đặc biệt này. Đây em ơi, thử ra đi show luôn kìa. Để ăn miếng thứ hai rồi thử. Ok, bây giờ mình sẽ thử bánh số 2. Bánh số thì nó ngọt hơn xíu. Bánh này bị ra rìa. Bây giờ mình sẽ try sữa dừa. Nó bé ngọt. Không biết sữa dừa sẽ vị như thế nào nhỉ? Áo bị mẻ mất cái trứng muối rồi. Sữa dừa, mình nghĩ là sẽ nhân dừa. Các bạn nhân dừa là có trứng muối. Sẽ có vị rất quen thuộc. Mèn chưa? Trong cái bánh dừa. Đúng các bạn. Vừa có vị sữa, vừa có vị dừa. Cái bánh dừa thì thật. Thêm nhân trứng muối nữa. Đó. Xin mời anh thử hai cái rồi nào. Theo mình đầu y chang cái bánh nó nhân dừa luôn á. Bánh dừa mà nó có cái lớp ở trên nó, xong cái lớp dừa ở giữa. Em biết. Y hệt y chang luôn. Ok, bây giờ mình sẽ hấp một miếng trà atiso. Hấp lên, hấp lên. Anh hấp một miếng hoa cúc mấy. Hấp rồi, để ơi. Đậm không? Yes, đậm. Khá đậm. Nó chua. Chua đó. Em thấy vị chua ạ. Hay là do em mới ăn ngọt á, để thử lại coi. Chua lên luôn á. Sao mà không chua được. Đúng rồi. Không, mà do nó ngọt, anh nghĩ là ngọt. Này anh đâu có nghe vị đây đâu. Nice. Anyway, em thích trà gừng hoa cúc hơn. Yes. Cảm giác nó trên trên sao á, anh sợ ở đây sập. Ok, mình sẽ try luôn vị số 3. Đậu xanh nho. Hôm nay là ngày 16, cái đồ và trăng tròn nhất từ đây. Và thực tế nó đúng là vậy. Đây, mình dí vô cận cảnh để cho thấy. Giống ở bút bàn vậy. Ôi, bánh này có đậu xanh nho nha. Có thấy nhỏ mà không? Thank you. Nghe bị trứng không trời. Đậu xanh, nhân đậu xanh, nghe nhân đậu xanh. Ừ. Giống nước trà luôn á. cái bánh đậu xanh nước trà. Ừ. Có mấy cái nho khô. Nho khô ăn sực sực. Đánh giá ba vị. Vị đầu tiên hơi truyền thống. Sữa dừa là mạnh mẽ nhất. Sữa dừa thì có nhai nho, thấy nho. Có nho sực sực á, nho khô á. Chấm vị đậu xanh nho nhất. Rất hợp cẩm. Có sữa dừa. Sữa dừa ấn tượng quá. Thì giống như bánh dừa nữa.
ừ nó chua chứ. Ừ, thì chua chua không? Để anh thử lại coi. Hoa đậu biếc, có một ly nước hoa đậu biếc. Ô, uống cái này hợp lý ghê hả? Cái view như vậy lạnh lạnh xe xe nãy ăn sao em hơi đau bụng á, uống này hợp lý á. Và cái cảnh này, cái view ở trên Đà Lạt Night Coffee này nó sát bên cái bến xe, hai bến luôn, thấy hai bến luôn, bến xe liên tỉnh Đà Lạt mình. Mà mình sẽ về ở đây. Ok. Hello. You're my requirement. I'm sorry. Đây là một nhân viên của năm. Đi chơi không quên nhiệm vụ. Xin mời Rosit. Bây giờ mới chọn cái tab tháng này. Ừ. Cái tab tháng này đây. Ừ. Bây giờ mình sẽ đó, chờ thêm cái tên Nguyễn Vũ nè. Ừ. Rồi, cái gì? Bây giờ kiếm cái... Ủa, mình... Trời ơi, làm việc trên cái view triệu đô đó thôi chứ. Để hút miếng trà. Thôi. Ok. Bây giờ là ngày cuối tháng. Và mình còn 3 tiếng nữa để nó qua tháng mới. Ừ. Mình không submit task là sẽ không điểm effort. Ừ. Ok. Là ăn mất luôn. Là ăn không mất luôn. Rồi. Mình kiếm cái wow, trời. Ủa? Đang làm mà trời gầm luôn, sợ thiệt. Ừ. Sao mình cái kia là cái tóc tháng 8. Cái tóc tháng 8 mà. Wow, một cái view so nice. Xét đánh luôn á, làm việc mà trời muốn mưa luôn. Đây là khung cảnh xung quanh. Hello, tháng 10. Ok, đón. Sao đếm vô cái tách này hả? Ok. Ngày thứ 3. Chấp 2 được không vậy? Chấp 2 được không? Chấp 2 lấy ký. Em mua hết mà vậy chị có bắn mắt. Chị bán cho em cho dễ thương nha. Bán mắt chưa mở hàng không thích. Ngàn nào đâu đừng lo. Sao bắt ẻ. Đó là kiến trúc Pháp cổ kính. Ở dài chụp đẹp kia hả? Cái cơ mặt nó dài.